Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của chúng tôi trên kênh Lê Lực Tử Vi. Và tiếp theo trong chuyên mục Tử Vi Phong Thủy của ngày hôm nay, ban biên tập sẽ giải đáp với quý vị khán giả một câu hỏi mà quý khán giả đã gửi về ban biên tập của chương trình, yêu cầu ban biên tập chương trình giải đáp về ngày Kim Thần Thất Sát là cái ngày gì và cái điều kiêng kỵ trong ngày này như thế nào, cách hóa giải ra sao. Và trong video của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giải đáp với quý vị và các bạn về vấn đề này. Vâng, quý vị thân mến, trong phép chọn ngày tốt xấu thì ngày Kim Thần Thất Sát là một ngày được nhiều chuyên gia tử vi phong thủy quan tâm. Ngoài ra, ý nghĩa, bản thân và vấn đề dụng sự của nó chưa có một cái cuốn sách nào ghi chép một cách chi tiết rạch ròi. Cho nên là những cái vấn đề về ngày này luôn được đặt ra những cái câu hỏi dấu chấm lớn hoặc là phủ lên một màn sương mờ ảo, bí ẩn. Vậy thì ngày Kim Thần Thất Sát là gì? Ý nghĩa ngày Kim Thần Thất Sát và các ngày Kim Thần Thất Sát gồm những cái ngày nào thì xin mời quý vị cùng Lê Lực Tử Vi chúng ta sẽ tìm hiểu ngay sau đây nhé. Kim Thần Thất Sát nghĩa là gì? Thì theo các chuyên gia tử vi thì Kim Thần nghĩa là một nhân vật đấng tối cao theo tín ngưỡng. Đấng tối cao này làm chủ một ngành nghề nào đó và có quyền lực phép thuật nhiệm màu. Thần linh thường được phân thành hai nhóm. Thứ nhất là nhóm phúc thần, thiên thần thường làm bổn phận ban những cái điều may mắn phúc đức cho những cái người lương thiện nhân hậu. Cái nhóm thứ hai là nhóm hung thần, sát thần, tà thần luôn giáng tai họa trừng trị những cái kẻ hung ác, gian xảo, hành vi bất thiện gây nhiều tội ác. Kim thần là một vị thần chuyên làm chủ cái việc mà sát phạt, trấn áp, ngăn trừ gieo rắc tai họa. Sách Thiên Hồng Phạm viết rằng Kim Thần là tinh của Thái Bạch, thần của Bạch Thú, chủ chiến tranh, loạn ly, chết chóc, hạn hán, ôn dịch. Còn là Thất Sát, nghĩa gần giống với sao Thất Sát trong tử vi đồ số, chủ về gan góc, dũng mãnh, xung đột, sát phạt, hình khắc, sợ hãi, kinh hoàng, thảm khốc. Như thế, Kim Thần Thất Sát là một hung quỷ chủ về những cái điều không may, đáng sợ hãi, tổn thương, xung đột trong cuộc đời. Về cách xác nhận ngày Kim Thần Thất Sát được ghi chép và lưu truyền có hai bản chi tiết như sau. Xác nhận ngày Kim Thần Thất Sát và hệ thống nhị thập bát tú theo ngày. Các ngày có sao như là Giáp Mộc Giao, Cương Kim Long, Nhu Kim Nhu, Lâu Kim Cấu, Khuê Mộc Lang, Quỷ Kim Dương, Tinh Nhật Mã là những ngày Kim Thần Thất Sát. Trong 7 vị tinh tú mà chúng tôi vừa nhắc ở trên có 4 sao thuộc hành kim là Cương, Ngưu, Lâu và Quỷ, 2 sao thuộc hành mộc là Giáp và Khuê và 1 sao thuộc Thái Dương là Tinh. Trong 7 sao trên thì có 2 sao cát, đó là sao Giáp và sao Lâu, còn lại là sao xấu. Khi lựa chọn các ngày theo nhị thập bát tú, thường thì những ngày gặp các sao cát được ưu tiên, những ngày gặp sao hung thì loại bỏ. Ngoại lệ trường hợp các sao hung gặp hiện trạng đăng viên tạo nên phản vi kỳ cách thì được ưu tiên, còn lại gặp những cái trường hợp xấu thường được sử dụng vào những cái công việc như là lấp cung rãnh, hang lỗ, đốt bỏ đồ cũ treo hay đặt vật phẩm hóa giải sát khí phong thủy, kết dứt điều hung hại. Và cái phương pháp thứ hai là phương pháp tính ngày Kim Thần Thất Sát được dựa vào can, năm và chi ngày. Chi tiết như sau. Năm Giáp Kỷ thì gặp các ngày Ngọ, Mùi, Thân, Dậu. Năm Ất Canh thì gặp các ngày Thìn, Tỵ. Rồi năm Bình Tân gặp các ngày là Dần, Mão, Ngọ, Mùi. Năm Đinh Nhâm thì gặp các ngày là Dần, Mão, Tuất, Hợi. Rồi năm Mậu Quý thì gặp các ngày là Thân, Dậu, Tý, Sửu. Những trường hợp trên là phạm Kim Thần Thất Sát. Ví dụ như những năm Kỷ Mùi mà chúng tôi đã nói ở trên thì gặp các ngày Ngọ, Mùi, Thân, Dậu là phạm Kim Thần Thất Sát. Phương pháp tính ngày Kim Thần Thất Sát được dựa ngũ hố độn, thiên can, ngũ hành nạp âm. Ví dụ năm Mậu hoặc năm Quý, Mậu Quý, Mậu Quý khởi Giáp Dần tháng Giêng nên đến cung Thân, cung Dậu là gặp can Canh, can Tân thuộc hành kim. Bên cạnh đó thì cung Tý, cung Sửu thì gặp các chi giáp Giáp Tý, Ất Sửu có ngũ hành nạp âm là Hải Trung Kim, nên trong các cái năm Mậu và năm Quý thì các ngày Thân, Dậu, Tý, Sửu là phạm Kim Thần Thất Sát.
Cũng giống như vậy, các năm Đinh, Nhâm thì can canh, Tân, ở Tuất và Hợi. Khi khởi can Nhâm từ tháng Giêng, hai ngày dần, Mão, với can Nhâm, Quý, Nhâm dần, Quý Mão cũng có ngũ hành, nạp âm là Kim, Bạch Kim, nên bốn ngày trên là ngày Kim Thần thất sát. Ngoài ra thì người ta còn phân ra là Thiên Kim Thần và Địa Kim Thần. Thiên Kim Thần là trường hợp gặp thiên can, Địa Kim Thần là trường hợp gặp ngũ hành nạp âm. Năm Giáp Kỷ, Thiên Kim Thần là Ngọ Mùi, Địa Kim Thần là Thân Dậu. Năm Ất Canh, Thiên Kim Thần và Địa Kim Thần là Thìn Tỵ. Năm Bính Tân, Thiên Kim Thần là Dần Mão, Địa Kim Thần là Ngọ Mùi. Năm Đinh Nhâm, Thiên Kim Thần là Tuất Hợi, Địa Kim Thần là Dần Mão. Năm Mậu Quý, Thiên Kim Thần là Thân Dậu, Địa Kim Thần là Tý Sửu. Ngày Kim Thần thất sát là một ngày đại hung, vì theo sách Kim Thần là hung quỷ, đưa theo xung đột, tai ương, bệnh tật, đấu tranh, tử vong, hạn hán, ôn dịch. Chính vì vậy, vì thế khi mà chọn ngày để tiến hành những cái công việc trọng yếu, người ta kiêng kỵ những cái ngày này. Theo thiết nghĩ của cá nhân thì những cái ngày Kim Thần thất sát với bản chất của hành kim quá độ nên tạo nên những cái luồng khí có đặc thù lạnh lùng, sát phạt tiêu điều, gây hại cho sức khỏe, xung đột tranh chấp trong các mối quan hệ. Chính vì vậy mà trong những cái ngày này đặc biệt nên tránh tiến hành những cái công việc như là tổ chức hôn lễ, lên đường, phẫu thuật, bốc thuốc chữa bệnh, trồng cây, gieo hạt, chăm chút mua bán, hay là xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Việc đặt tên cho trẻ nhỏ cũng không nên tiến hành vào ngày này, vì những luồng khí rét mướt gây hại đến sức khỏe, tranh chấp trong quan hệ, ức chế, kìm hãm sự sinh trưởng, tiến triển. Chính vì vậy, cần giới hạn đến mức tối đa bất trắc mà nó có lẽ gây ra. Cũng có câu nói rằng là không phải thứ gì cũng chỉ toàn gây hại mà không có chút ích lợi nào. Những ngày này với bản chất sát khí rất mạnh nên có lẽ sử dụng để tiến hành một số công việc có tính chất có sát khí, ví dụ như là chặt cây, phát cỏ, khai khẩn đất hoang, phun thuốc trừ cỏ, bài trừ sâu bệnh, diệt chuột hay các cái loại côn trùng, sinh vật gây hại, săn bắn, đánh lưới, bẫy chim thú. Bên cạnh đó thì việc sắm sửa, chế biến, sửa chữa những cái vật dụng sử dụng vào các cái mục đích trên cũng sẽ cho kết quả tốt đẹp, như chế biến súng ống, cung nỏ, trải lưới, dụng cụ bắt cá, đóng thuyền phục vụ các công việc khai thác thủy hải sản. Những công việc này có đặc thù gần giống như ngày thọ tử nên thuộc tính tương cận, có lẽ sử dụng vào những cái công việc và mục đích trên. Vậy thì cưới vào ngày Kim Thần thất sát có bị làm sao không? Ngày này nên kiêng kỵ xin hay là làm chuyện đại sự? Nếu quý bạn đã chọn ngày này thì cách hóa giải ngày Kim Thần thất sát khi làm tổ chức đám cưới thì hãy chọn giờ tốt để rước dâu, để chế ngự lại tính Kim Thần thất sát. Đấy là cái cách hóa giải mà chúng tôi còn đã muốn nói đến với quý vị và các bạn khi nhắc đến ngày Kim Thần thất sát. Chúng ta hãy chọn giờ tốt để chế ngự lại tính Kim Thần thất sát. Vậy thì sinh vào ngày Kim Thần thất sát có bị làm sao không? Thường thì việc sinh nở sẽ không được tính vào những cái công việc nên kiêng làm chuyện đại sự trong ngày Kim Thần thất sát. Cho nên nếu quý bạn có sinh vào những ngày này thì cũng đừng lo lắng, vì chuyện sinh nở sẽ không được tính vào những cái việc phạm ngày Kim Thần thất sát. Mong rằng với những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ ở trên đây đã đáp án chi li cho quý bạn về ý nghĩa của ngày Kim Thần thất sát, rồi một số cái phương pháp hóa giải đối với ngày cưới hoặc là các cái ngày trọng đại khác. Cuối cùng, nếu các bạn có những cái thắc mắc hay là lời phản hồi cho chúng tôi thì các bạn có thể là để lại thông tin dưới cái phần bình luận của video và chúng tôi sẽ phản hồi lại với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và video này chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video của chúng tôi. Và nếu như quý vị là những người mà lần đầu tiên mới biết đến kênh Liên Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.